Nam Bộ là vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây nông nghiệp, nhưng trong quá trình canh tác, để tăng năng suất, người sản xuất đã sử dụng nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất. Vì vậy, đất canh tác ngày càng bị thoái hóa bạc màu, nhất là các vùng đất chua phèn ngập mặn, môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Một trong những giải pháp để khắc phục tình trạng trên là sử dụng các sản phẩm hữu cơ vi sinh thay thế sản phẩm hóa học. Trên cơ sở đó, Viện Công nghệ Sinh học Miền Nam đã có quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng để sản xuất ra phân bón hữu cơ vi sinh Địa Long, đồng thời đưa ra phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, hoàn toàn không sử dụng phân bón vô cơ và thuốc trừ sâu hóa học, áp dụng cho cây trồng trên nhiều vùng miền. Sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh Địa Long đã được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm định, cấp phép áp dụng trên đồng ruộng từ tháng 10 năm 2011. Để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, nhà khoa học Dương Hùng Đỗ thuộc Viện Công nghệ Sinh học Miền Nam đã áp dụng vào nhiều mô hình sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, tiến hành chăm sóc theo phương pháp canh tác mới. Đó là hòa sản phẩm vôi lân, ngâm 12 giờ, sau đó trộn với trứng, sữa, phun cho diện tích trồng lúa. Trong nước vôi có độ pH cao, vì thế khi phun trên lá lúa, pH sẽ giúp ức chế bệnh cháy bìa lá. Trong khi sữa, trứng có nhiều chất dinh dưỡng, nhất là axit amin được lúa hấp thụ trực tiếp vào trong cây, tức là cung cấp một phần chất đạm cho cây trồng. Những chất còn lại từ hỗn hợp trứng sữa dính trên lá sẽ trở thành thức ăn cho các nấm ngoại sinh, và khi loại nấm này phát triển sẽ tiết ra chất ức chế những sinh vật khác, góp phần giảm một số loại sâu bệnh trên cây lúa. Qua mạng có gặp ông thầy Dương Hồng Độ, thì ổng cũng thấy ổng giảng bài, ổng giải qua mình nắm bắt theo của ý kiến của ổng, thấy làm cũng có hiệu quả rồi. Cái mình xài cái phân Địa Long mới xả được 3 đêm mà cái rễ nó gần 10 phân, dài nó gần 10 phân rồi. Thấy nó, mình thấy nó đặt tốt hơn cái bên lúa gần của ruộng mình rồi. Vụ này mới mướn công 700 ngàn chứ bà con nói, ta mướn 300, ta không dám mướn mà tôi mướn 700 rồi. Gạo sạch mà được giá nó cao, cái lợi nhuận nó cao thì thu hoạch cái chi phí ít. Thì mình phải tính chứ. Từ đầu vụ tới giờ như cái ruộng lúa mình đang là đứng phía sau á, thì nó cũng gần là 35 ngày rồi, cũng sắp sửa rước đồng rồi đó. Thì mình so sánh với cái phân hóa học và phân hữu cơ của Địa Long á, thì hai cái á, giá thành của phân hữu cơ Địa Long á, thì nó rẻ hơn phân hóa học rất nhiều, nó rẻ hơn 50%. Còn cái vấn đề sâu bệnh trên cây lúa hiện giờ thì nó không có, là lý do là trước khi mình làm đất mình đã có bón lót phân bón Địa Long, rồi sau khi xả 7 tới 15 ngày là mình đã rễ thêm một lần nữa thì cây lúa nó đang phát triển tốt. Từ cái chỗ mà phân bón Địa Long với mình xài sữa với hột gà với cái nước phân vô Địa Long á, thì so sánh với cái thuốc để mình xịt trên cây lúa mà như thuốc hóa học rồi đó, thì so với cái này thì nó chỉ khoảng 15 ngàn là mình xịt trên được trên một công, thì nó không có sâu nè, không gầy nè, rồi cây lúa nó đang phát triển tốt. Mình xài phân bón hữu cơ thì mình được cái là cái môi trường nó sạch, nó mình chăn nuôi này kia nọ được. Theo đánh giá của cơ quan quản lý và thực tế canh tác trên đồng ruộng cho thấy, áp dụng phương pháp này, cây sẽ được cung cấp đầy đủ các khoáng chất cần thiết, kháng sâu bệnh cao, đậu trái nhiều, không độc hại và thân thiện với môi trường. Quan trọng hơn, sản phẩm lúa gạo đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, hạt gạo khi thành cơm để lâu không bị ôi thiêu, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay dư lượng của phân bón hóa học. Huyện Long Mỹ chủ yếu là cái sản xuất lúa, diện tích trồng lúa nó gần 18.000 hecta, còn lại thì một số cái loại cây ăn trái, cây màu nhưng mà diện tích nó không lớn. Cũng như người dân thì chúng tôi mong muốn có mấy cái việc thế này. Một là làm sao có được cái những cái loại phân bón mà khi đưa vào đất có thể cải tạo được cái phèn, cái độc chất phèn mặn ở trong đất. Đây là vấn đề mà chúng tôi rất là mong muốn. Cái thứ hai là có một cái loại phân hữu cơ để đưa vào mà mang lại cái hiệu quả kinh tế cao, mà được bà con ở đây có thể chấp nhận nhanh
để chúng tôi tiến hành đưa vào nhanh để mà tạo ra được cái hạt gạo đảm bảo về chất lượng an toàn cho người tiêu dùng. Vụ đông năm 2020, gần 40 hecta lúa của bà con thôn Đắc Tân đã bị sâu bệnh mất trắng gần 80% diện tích. Có những gia đình bỏ hẳn ruộng không thu hoạch vì lúa đa phần là lép hạt, không có gạo. Chỉ còn lại những khoảnh ruộng của ông Hướng dùng phân bón địa long theo quy trình công nghệ sinh học của Viện Công nghệ sinh học miền Nam đến nay cho kết quả tốt. Phân địa long với phân khác thì phân địa long là nó chịu được cây lúa nó khỏe được lâu hơn và cây lúa nó phát triển được tốt hơn. Mà còn cây phân khác thì bón vào thì nó trông cái đám lúa khác thì nó không được tốt như cái bón cái phân địa long này. Mà và cây lúa thì bón phân này thì nó chịu cái bệnh vàng lùn xoắn lá này. Đấy, xong là đảo ốn củ bông này nó không có. Mà còn cây phân khác ấy, và cây giống lúa khác ấy, thì là nó lại bị bệnh đảo ốn củ rễ này, đảo ốn bông này. Thế này thì có nhà bây giờ không được không được thu hoạch. Từ những kết quả đã đạt được, sắp tới một số địa phương sẽ áp dụng phương thức canh tác theo quy trình của Viện Công nghệ sinh học miền Nam trên những cánh đồng mẫu lớn để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Chúng ta đang sử dụng rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Cái thứ nhất là vậy, cái thứ hai nữa là chúng ta sử dụng NPK quá nhiều. Cho nên là dư đạm thì dẫn đến giảm đồng, mà dư lân thì dẫn đến thiếu kém, mà dư kali sẽ đồng hóa mang nhiều vào bò. Như vậy thì toàn bộ cây lúa mà chúng ta hiện nay đang canh tác thì nó thiếu toàn bộ được vi lượng. Cho nên là gạo chúng ta nấu lên sáng chiều là nó oai thiêu rồi. Tức là một trong những cái mà hiện nay đó thì chúng tôi đã nghiên cứu ra cái phân bón địa long để mà cho bà con xử lý để đang canh tác một cái lúa sạch. Thì hiện chúng tôi đã đang làm trên Kiên Giang là chúng ta làm 1.000 hecta, huyện Gò Quao là 1.000 hecta lúa sạch. Đó là nay gạo ST24, đó là cái giống lúa ST24 mà hiện nay chúng 100%. Đó, 100%. Là chúng tôi không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đó là điều rất là quan trọng. Hai nữa là chúng tôi trả lại cho đất những cái dinh dưỡng mà cây có nhu cầu, cho nên rằng cây lúa phát triển rất là mạnh mẽ, mà không nhất là cái bệnh vàng lùn xoăn lá, bệnh lem lép cổ bông, rồi một số các loại bệnh khác thì hoàn toàn là không, để đảm bảo cho sức khỏe cộng đồng thì một cái không ai là nhịn ăn được. Cho nên là cái lương thực, mà nhất là cái lương thực mà để mà phục vụ cho con người đó, thì là nó phải sạch đó. Hiện nay thì cái một là cái dư lượng, đặc biệt hơn nữa là nó đảm bảo đầy đủ các nguyên tố hóa học đất, nó phải đạt được đến trên 50 nguyên tố hóa học đất, thì toàn bộ đa trung vi lượng và siêu vi lượng nó đều có. Nhưng cái lúa chúng ta mà canh tác bằng hóa học á, thì hoàn toàn vi lượng bị mất. Nó bị mất thì như vậy thì chúng ta nấu cơm sáng chiều là bị oai thiêu rồi, đó là vi lượng nó thiếu. Mà nhất là ảnh hưởng rất nhiều về vi lượng mà thiếu á, thì con người ảnh hưởng rất lớn về sức khỏe. Theo tính toán của các nhà khoa học và bà con nông dân từ thực tế đã triển khai, áp dụng phương pháp canh tác này, chi phí sản xuất giảm được 30% so với cách canh tác truyền thống. Bên cạnh đó, mô hình sản xuất lần đầu tiên theo hướng trồng lúa an toàn khá mới mẻ, nhưng mục đích cuối cùng cũng nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bảo vệ sức khỏe và làm ra hạt gạo an toàn phục vụ người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.